Hello, chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ của em Phúc. Thì trong thời gian gần đây thì rất là nhiều anh chị hỏi em về cái dòng xe 7 chỗ gầm cao, đó, đời cao mà giá rẻ. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu và cập bến cho quý anh chị một con Mitsubishi Xpander, một dòng xe 7 chỗ mang thương hiệu của Mitsubishi. Đó, một dòng xe này thì cũng đang dần phổ biến ở thị trường Việt Nam mình. Tại vì thứ nhất là được thiết kế 7 chỗ rộng rãi, gầm cao. Đặc biệt hơn là cái dòng xe này giá thì nó rẻ hơn tất cả so với những cái dòng xe 7 chỗ trên thị trường của chị nhé. Và cái dòng xe này cũng đang là một cái xu hướng để rất là nhiều anh chị mua về để mình chạy dịch vụ, cũng như là kết hợp với phục vụ gia đình của mình. Thì trong cái video clip này thì em xin giới thiệu chi tiết về con xe này cho quý anh chị, để quý anh chị có thể cập nhật và cũng như là tham khảo chi tiết về con xe này. Và ngoài mẫu xe này ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe khác. Đó, thì quý anh chị có thể tham khảo trực tiếp trên kênh YouTube của em, hoặc là trên Facebook, trên Zalo, hoặc là trên Fanpage. Đó. Hoặc quý anh chị có thể đến trực tiếp cơ sở bên em, số 965 đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe cũng như là test xe quý anh chị nhé. Bên em thì có rất là nhiều dòng xe để quý anh chị có thể lựa chọn được ạ. Đó, từ những dòng xe máy xăng, máy dầu, số sàn, số tự động bên em đều có đầy đủ để phục vụ quý anh chị. Đặc biệt là những cái dòng xe 9 chỗ máy dầu. Quý anh chị nhá. Xe này. Một con xe gầm cao sơn si màu bạc. Con này thì được sản xuất năm 2020. Đó, phiên bản số sàn máy 1.5. Sơn si màu bạc và hiện nay thì đang đeo biển 86A14013. Đó, em đi xung quanh xe để quý anh chị có thể cảm nhận rõ hơn về con xe này. Con này thì đời cao quý chị nhá. 2020. Đó. Xe thì được trang bị hai túi khí, hai dàn lạnh. Đó, nội thất bên trong ghế da trần nỉ. Tapi này. Tất cả keo chỉ thì còn nguyên zin nguyên bản nhé quý chị nhá. Đó, còn nguyên zin nguyên bản. Đó, bao quý chị tất hãng và bên em có hỗ trợ bán trả góp quý chị nhá. Đó, hỗ trợ quả góp qua ngân hàng. Đó, hỗ trợ tối đa cho quý anh chị luôn. Đó, thì nếu mà quý anh chị nào mà có tài chính mà chưa đủ mình mua một con xe về để mình chạy dịch vụ thì mình có thể mua con xe này về. Đó. Ngân hàng nó hỗ trợ từ 65 đến 70% quý chị ạ. Đây, nội thất bên trong cái ghế da rất là đẹp luôn. Đó, tất cả ốc bên nách cửa này. Đó. Và những quý chị nào là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý chị cũng đừng quên là ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để cập nhật báo giá hàng ngày thường xuyên của bên em quý chị nhé. Đó. Bên em thì có rất là nhiều dòng xe báo giá liên tục hàng ngày thường xuyên để quý chị có thể cập nhật. Rồi tiếp theo là bây giờ em sẽ đầu tiên em sẽ mở phần khoang máy. Phần khoang máy con xe này cho quý anh chị để quý anh chị có thể tham khảo. Đó. Tất cả các ốc bên nách cửa đây. Đó, chưa một lần tháo mở, tapi keo chỉ thì còn nguyên zin hết chị nhé. Đó. Không mất một phân. Máy 1.5 ABS. Tất cả các ốc này tem còn nguyên này. Nói chung xe này như một chiếc xe mới luôn rồi quý chị nhé. À, như một chiếc xe mới là tất cả các ốc chấm sơn nguyên là còn nguyên hết. Xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Quý chị có thể nhìn phần phía trước đây. Xe hệ thống đèn này được thiết kế nhìn rất là hầm hố, một dải đèn LED đây. Ở hai bên. Mặt ga lăng nhìn này quý chị này. Rất là đẹp luôn, một con xe gầm cao mà nhìn rất là hầm hố quý chị nhá. Hạn đăng kiểm của con xe này thì đến tháng 11 năm 2021, sơn si màu bạc. Sơn si nguyên zin, chưa giảm tút. Đó, sơn si nguyên zin chưa giảm tút nhá. Xi nhan bao rẽ tích hợp trên gương này. Đó.
nội thất phía sau đây. Cái dòng Xpander này thì em cảm thấy cái phần khoang hành lý này của chị này, đây là một cái khuyết điểm của nó ấy, chị. Khoang hành lý thì rất là nhỏ, nó đựng rất là nhiều, đựng ít ít hành lý của chị nhá. Đó, đây khoang hành lý của nó đây của chị này. Đó, đây là cái nhược điểm của cái dòng này, thấy đựng rất là ít đồ luôn. Đó, theo em nghĩ thì mua con xe này về thì mình chạy dịch vụ thì nó hợp lý hơn chị nhá. Xe được trang bị hai dàn lạnh ở trước và hàng ghế giữa này các chị này. Nói chung về chất lượng con xe này thì không phải bàn, tại vì con này thì nó mới sản xuất năm 2020 đây thôi, nó như là xe mới luôn rồi. Và tiếp theo thì em sẽ chia sẻ đến cái mức tiêu thụ nhiên liệu của con xe này các chị nhé. Mức tiêu thụ nhiên liệu của con xe này nếu mà quý chị đi đường hỗn hợp thì nó mất khoảng 6 lít mốt, đi trong đô thị nó mất khoảng 7 lít 4, còn đi ngoài đô thị thì nó mất khoảng 5 lít 3 các chị đây. Đó, một dòng xe 7 chỗ mà đi em thấy nếu mà đi như thế này thì cũng khá là hợp lý các chị nhá. Mức tiêu thụ con xe này khá là hợp lý. Đây keo chỉ bên canh lái này, cả các phím bấm này, vô lăng này, hộp số này, cửa đóng thì rất là ok luôn. Máy lạnh thì red run nhé, tất cả các chức năng thì hoạt động ok hết. Đó. Vô lăng thì rất là nhẹ luôn. Đó, vô lăng chịu lực điện rất là nhẹ các chị nhá. Đây củ số này. Củ số thì còn rất là đẹp luôn. Chị thấy không? Đó một con xe. Nếu mà quý chị nào mà muốn trải nghiệm con xe này thì quý chị có thể đến trực tiếp cơ sở bên em nhé. Đó, ngoài mẫu xe này ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu xe khác để quý chị trải nghiệm, những dòng xe 7 chỗ như Nova hoặc là Karen hoặc là Mẹt, rất là nhiều dòng xe 7 chỗ để quý chị lựa chọn nhé các chị nhé. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Đó, để quý anh chị nào mà quan tâm thì hoặc là quý anh chị muốn xem giấy tờ pháp lý con xe này thì quý anh chị hãy inbox qua Zalo cho em nhé. Em sẽ gửi tất cả những thông tin. Và hiện nay con xe này bên em đang chào bán với giá là 530 triệu đồng. Đó, giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị, hỗ trợ tối đa ngân hàng cho quý anh chị nhé. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.